tọa lạc tại số 10 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận. Làng Sen Healthcare and Massage là cơ sở massage trị liệu nổi bật vừa mới khai trương trong thời gian gần đây. Với diện tích 2.000m², bao gồm 6 tầng lầu, cơ sở này có khuôn viên rất rộng rãi và thoáng mát. Có luôn chỗ để xe hơi trong khuôn viên của cơ sở. Bây giờ hãy cùng vào bên trong xem dịch vụ có gì đặc biệt nhé. Hiện cơ sở đang có 4 gói dịch vụ là Sen thư giãn, Sen trị liệu chuyên sâu, Sen giãn cơ stretching và Sen đông y. Đặc biệt đang diễn ra chương trình khuyến mãi Sen chào hè, áp dụng giảm giá cho tất cả 4 gói dịch vụ. Trong đó gói Sen thư giãn chỉ còn 399.000, đã bao gồm tip. Bước vào là khu vực thay giày dép để lên tầng trên trải nghiệm dịch vụ. Tòa nhà gồm 6 tầng lầu, phân chia thành các khu chức năng riêng biệt. Hiện chúng ta đang ở tầng 4, là khu vực ngâm lá thuốc của người dao đỏ và phòng xông dành cho nam. Trước tiên là sẽ vào phòng ngâm lá thuốc của người dao đỏ trong 10 phút. Đây cũng là điểm đặc biệt trong liệu trình của cơ sở này so với những cơ sở khác tại Sài Gòn hiện nay. Có thể chọn ngâm trong thùng gỗ hoặc trong bồn tắm có vòi sục. Bước tiếp theo là vào khu xông hơi với 4 loại phòng xông là xông ướt, xông khô, xông đá muối Himalaya và xông lạnh. Trong combo thì chỉ chọn 2 loại phòng xông. Đây là khu vực trà thiền để điều hòa thân nhiệt trước khi vào phòng xông lạnh.
Liệu pháp sông lạnh tận dụng hơi lạnh từ mức nhiệt 5 đến 10 độ C, tương đương với nhiệt độ trong ngăn mát tủ lạnh, nhằm kích thích khả năng tự chữa lành của cơ thể. Bước này cũng thực hiện trong 10 phút. Sau khi thực hiện xong các bước xong, sẽ vào khu vực phòng tắm, tắm lại và thay quần áo để làm tiếp bước massage trị liệu. Chúng ta đang ở tầng 3, là khu vực massage trị liệu dành cho nam. Thời gian massage là 60 phút hoặc 90 phút, tùy theo gói trị liệu. Đây là khu vực phòng massage dành riêng cho nhóm bạn hoặc gia đình. Và đây là khu vực buffet thực dưỡng. Sau khi đã thực hiện xong bước massage, riêng hai gói sen thư giãn cơ stretching và sen đông y, có thêm một phần thức ăn dưỡng sinh là yến chưng táo đỏ đường phèn hoặc bò hầm thuốc bắc ăn với bánh mì. Hiện cơ sở đang có chương trình ưu đãi chào hè, giảm giá cho tất cả 4 gói dịch vụ. Với gói sen ưu đãi giá 399.000, phần buffet thực dưỡng sẽ được thay bằng ly chè dưỡng nhan. Rất đáng để trải nghiệm phải không các bạn?